Quên Bi Tuấn Anh về báo mộng một tuần trước ngày giỗ. Người mất rồi không có nghĩa là chấm dứt tất cả, quản lý của nam ca sĩ chia sẻ kèm câu chuyện ngẹn ngào. Hôm qua ngày 7 tháng 7 tức 14 tháng 6 âm lịch chính là ngày giỗ lần thứ tư của nam ca sĩ Quên Bi Tuấn Anh. Dù đã yên nghỉ nhưng những hình ảnh đẹp về giọng ca đôi mắt vẫn còn động lại vẹn nguyên trong ký ức của nhiều khán giả. Sáng nay, quản lý của Quên Bi Tuấn Anh đã đăng tải một dòng trạng thái ngẹn ngào, hồi tưởng về khoảng thời gian 4 năm vắng bóng đàn em thân thiết. Anh viết, 4 năm mà như chuyện mới hôm kia hôm kìa, mất đi một người đồng hành nhưng có thêm một người phù trợ. Chuyện gì giúp được là giúp, chỉ trừ chuyện tình duyên của hai con bạn thân. 4 năm cái gì vướng bận thì cũng đã yên lòng gần hết rồi, lo kiếm gia đình mới nào để bắt đầu vòng quay mới đi nghe chưa? Chưa hết, mới đây nhất, một người chị đồng nghiệp của Quên Bi Tuấn Anh hồi sinh thời bất ngờ kể về giấc mơ hết sức đặc biệt xảy ra một tuần trước ngày giỗ nam ca sĩ. Tác giả cuốn An Nhiên Mà Sống tới thắp hương cho Quên Bi và đặt lên bàn thờ một quyển sách. Người này viết, cách đây khoảng một tuần, một cậu em trong tim thay lời muốn nói mình, nằm mơ thấy em Quên Bi Tuấn Anh về, muốn nói với mình đôi điều. Thức dậy em ấy lật đật, gõ ngay gửi qua cho mình xem, mình đọc xong cũng choáng luôn. Quên Bi bảo, em nhớ sân khấu, nên lúc nào chị có làm chương trình thì mời thêm anh chị em nghệ sĩ một câu, cho anh chị em nghệ sĩ bên này cũng về được dự chương trình với anh em cho đỡ nhớ. Em nói em nhớ tiết mục cuối cùng của em trên sân khấu, chính là bài hát Cảm ơn trong chủ đề Mỉm cười bước tới tháng 12/2012. Dù một bên mắt không còn nhìn thấy, nhưng Quên Bi Tuấn Anh vẫn tự tin thể hiện ca khúc Cảm ơn trong chương trình Thay Lời Muốn Nói tối ngày 9/12/2012. Mình vẫn nhớ lúc đó, em đã yếu lắm rồi, mắt đã không còn nhìn thấy đường, chân đã hầu như đi rất khó khăn, vẫn gắn đến Thay Lời Muốn Nói. Dù bài hát và câu chuyện của chính mình để động viên một nửa khán giả của Thay Lời Muốn Nói cũng đang lâm vào căn bệnh ngặt nghèo giống em nhắc lúc nào có chủ đề phù hợp chị nhớ làm lại một bài nào đó cho em, rủ bạn Đông Nhi hay Phạm Quỳnh Anh hát đều được, cho em có cảm giác em còn có ích cho mọi người. Và thêm nữa, em nhắn lúc nào tiện chị cho Bi xin cuốn sách đầu tiên của chị và nhớ nói mẹ Bi mở trang 29 ra đọc cho Bi nghe nhé. Mình và cậu em trong tim sửng sốt vì hồi sinh thời, Quên Bi và mình và tim Thay Lời Muốn Nói cũng chỉ dừng ở mức quý nhau chứ không phải là rất thân. Lật đật mở cuốn đầu tiên của mình chính là cuốn An Nhiên Mà Sống này đây. Mở trang 29 ra coi nói là gì? Thì ra đó là những dòng cuối cùng của bài. Mệt quá con tim này, ý chỉ mỗi khi bạn nản chí, bạn chung lòng, bạn mỏi mệt. Hãy cố gắng giữ bạn tiến về phía trước bằng bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể, miễn sao đừng cho mình dừng lại. Sửng sốt hơn, hai chị em mình tra trên mạng, hóa ra ngày giỗ của Quên Bi chính là hôm nay, ngày 14 tháng 6 âm lịch. Thế là tụi mình lật đật báo sang cho bạn Tùng, quản lý của Bi hồi đó. Thế là mới có chuyện, cuối giờ sáng nay, hai chị em mình tìm sang con hẻm nhỏ gần đài đến thăm mẹ Quên Bi. Mẹ Bi không có vẻ gì ngạc nhiên khi hai chúng mình đường đột đến thăm. Bà đang sắp mâm cơm cho Bi, bà ra dấu rủ tụi mình đi theo bà lên đầu. Bà để mâm cơm lên bàn thờ và rủ rỉ mời con, giọng vui vẻ thân thiết, như thể em vẫn còn đang còn sống. Thế là mình cũng đứng trò chuyện với em một hồi, động viên em ngộ ra được bản chất của sự ra đi, mong em sớm an nhiên siêu thoát, để có thể sớm làm lại một vòng đời mới vui vẻ dài lâu hơn. Và mình tặng em cuốn sách. Cái cảm giác tặng cuốn sách cho một người không thực sự đứng trước mặt mình mà chỉ thông qua một tấm di ảnh, nhắc lại cảm giác ấy thật lạ lùng, nhưng không phải là không xúc động. Chia sẻ thêm của Facebook Quỳnh Hương về sự chuẩn bị của cô dành cho ước nguyện của Quên Bi Tuấn Anh. Trang 29 cuốn An Nhiên Mà Sống, rồi mẹ Bi sẽ đọc cho em nghe, cũng có lẽ thêm nhiều bài khác, nhưng một bài hát của em trong chủ đề phù hợp gần nhất ở Thay Lời Muốn Nói. Mình thấy mình cần có trách nhiệm làm cho em vui. Thay Lời Muốn Nói tháng này đang có chút trục trặc nên tối chủ nhật tuần này sẽ không lên sóng như thường lệ. Nhưng chúng mình vẫn không bỏ cuộc. Cuộc sống này đôi khi vẫn đầy ắp những khó khăn khiến con người ta mệt mỏi. Và chúng mình vẫn sẽ cố gắng đến nỗ lực cuối cùng để nếu thật sự hữu duyên, một chủ đề Thay Lời Muốn Nói vì cộng đồng sẽ đến được khán giả vào chủ nhật trong tháng này, nghĩa là tối 30 tháng 7. Nói là nếu hữu duyên là vì tới giờ phút này tụi mình cũng chưa có gì là chắc chắn tụi mình có khả năng làm được nó hay không. Nhưng như mình đã trịnh trọng hứa với em trước bàn thờ em trưa nay, tụi mình sẽ cố gắng hết sức để biết đâu đấy, may mắn nào sắp xếp, đêm 30 tháng 7, Thay Lời Muốn Nói sẽ lên sóng kịp lúc.
mà ở đâu đó trong chương trình sẽ có một đoạn phát lại bài hát cảm ơn mà Bi đã từng hát ở chủ đề Mỉm cười bước tới. Và rồi sau đó, hoặc Đông Nhi, hoặc Phạm Quỳnh Anh sẽ tiếp theo những lời bài hát của Bi thì sao? Sẽ thật đẹp, mình tin là như vậy. Càng ngày cảm thấy xung quanh mình nhiều điều xảy ra thật lạ lùng. Nhưng cho dẫu gạt bỏ qua một bên, những cái gì có vẻ tâm linh nếu có, những gì đã xảy đến đều cho mình những cảm giác cuộc đời này đúng là một đặc ân cho những người còn đang hít thở bầu không khí trên trái đất này. Vậy thì, hãy nhắc lại lời Quanh Bi gửi cho mình, cũng chính là những lời em từng chia sẻ lần cuối cùng trên sân khấu ấy. Rằng cuộc sống này thực sự ngắn lắm, ai có những dự định ấp ủ gì, hãy thực hiện ngay đi. Những điều ý nghĩa cho bản thân và những người mình thương quý cũng trở nên chần chừ. Tối ngày 1 tháng 11, 2012, hơn 30 ca sĩ tổ chức live show để quyên góp và động viên nam ca sĩ sớm qua cơn bạo bệnh. Một lần nữa, Quanh Bi Tuấn Anh lại biểu diễn ca khúc Cảm ơn cho chính mình sáng tác như một lời tri ân tới bạn bè và khán giả. Tới ngày 21 tháng 7, 2012, Quanh Bi Tuấn Anh chút hơi thở cuối cùng, qua đời ở tuổi 26. Loạt sau việc sinh nhưng lại lấy chồng thua kém nhan sắc, không đẹp như tài tử nhưng diện mạo của các phu quân, nhà Mỹ nhân Việt vẫn nhận được sự chú ý nhất định. Giàu có nổi tiếng ngang nhau nhưng xét về mặt nhan sắc, Cường Đô La thường xuyên bị đánh giá kém hơn vợ cũ Hà Hồ rất nhiều. Nhan sắc ở đây đương nhiên bao gồm cả gương mặt và chiều cao. Diện mạo của ông xã Lệ Quyên cũng không được đánh giá trội hơn dù trông anh khá phong độ. Vậy phải chăng lý do là vì Lệ Quyên quá xinh đẹp? Ai mà tin được nhân vật lọt thỏm phía trong kia lại là phu nhân của bà trùm Venus Hà Vi. Được biết anh là người cực kỳ tâm lý, tuy chỉ hơi gầy một tí. Một người là chân dài đình đám, một người hết sức bình thường như bao người đàn ông khác. Nhan sắc Úc Thanh Vân quả xứng tầm mỹ nhân, nhưng minh trí, chí rùa thì rõ ràng lại không phải là mỹ nam. Dù sao đi chăng nữa, nhưng giới hạn đó không hề ảnh hưởng đến tổ ấm viên mãn của hai vợ chồng. Nói phải tội, giao diện của vợ chồng Thanh Ngọc quả thật khác nhau một trời một vực. Một bên như iPhone 7 đỏ và một bên là Nokia 1110i. Góc nghiêng cũng không giúp cải thiện tình hình thêm chút nào. Ảnh tự sướng mang đến sự khác biệt nhất định so với ảnh chụp chợm. Vợ chồng Thanh Thúy Đức Thịnh có lẽ cũng từng nhận về không ít lời nhèm pha kể từ khi kết hôn. Chỉ riêng nước da thôi cũng đã đủ nữ diễn viên dìm chìm nghiệm ông xã của mình. Nếu chồng Mai Thu Huyền giảm cân, bức ảnh này sẽ ít khi xuất hiện trên các mặt báo với những chủ đề về ngoại hình. Chồng ca sĩ Thu Phương trông khá cục mịch nhưng lại là người rất chiều chuộng vợ. Minh Khang thấp hơn Thúy Hạnh cả một cái đầu. Tính cách gần gũi, giản dị, hài hước chính là bí quyết giúp Hiếu Hiền chinh phục được người đẹp Thúy Liên làm vợ. Nhiều người vẫn đùa rằng Việt Hoàng quá may mắn khi xấu trai nhưng vẫn lấy được vợ đẹp lại kém tới 18 tuổi. Sự thật là Diễm Hoa mới là người chủ động tỏ tình cùng Việt Hoàng. Vợ xinh đẹp kém 18 tuổi của nam diễn viên chuyên trị những vai đầu gấu hại anh. Nghệ sĩ Giang Còi từng gây xôn xao khi lấy vợ kém mình tới 25 tuổi. Cát Phượng nhiều lần ngỏ ý muốn cưới, tình trẻ Kiều Minh Tuấn vẫn lặng thinh. Cát Phượng mong muốn được về chung một nhà với tình trẻ Kiều Minh Tuấn, tuy nhiên anh lại chia sẻ việc làm đám cưới là chuyện của tương lai. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Cát Phượng có chia sẻ dòng trạng thái khá dài mượn lời ca khúc Đám cưới trên đường quê để đề cập đến thông tin cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ kết hôn vào tháng 10 tới. Cụ thể Cát Phượng viết: Anh ơi anh, người tình tôi ơi, anh ơi anh ra mà xem họ cưới nhau rồi. Anh ơi anh, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Tiếp lời nữ diễn viên khiến người hâm mộ phân vân, khi chị nửa đùa nửa thật, không lẽ tháng 10 mình cũng cưới luôn ta? Được quyết định vậy đi, tháng 10 này mình cưới luôn, nhưng năm nào thì chưa biết. Thay cho lời kết, Cát Phượng gửi lời chúc mừng đến hạnh phúc cho cặp siêu sao màn ảnh Hàn. Cặp này nhìn cưng quá he toàn xã hội, chúc hai bạn hạnh phúc. Một hạnh phúc luôn trong veo như chính cuộc đời của hai bạn, trong veo như gương mặt của hai bạn. Trước đó Cát Phượng chia sẻ ước mơ của cô là được lấy chồng, trái ngược với tâm trạng háo hức đấy. Tình trẻ Kiều Minh Tuấn tỉnh bơ như chưa hề nghe thấy ý nguyện của người yêu. Cách đây ít giờ, bạn trai của Cát Phượng Kiều Minh Tuấn cũng có dòng chia sẻ ngay khi biết thông tin ngọc nữ màn ảnh Hàn, Song Hye Kyo sẽ kết hôn vào ngày 31 tháng 10 tới cùng Song Joong Ki. Tôi ngã quỵ choáng váng, trời đất một màu đen, Kyo ơi hạnh phúc nhé.
diễn viên Kiều Minh Tuấn viết trên Facebook cá nhân. Trong một lần chia sẻ với báo giới, Kiều Minh Tuấn từng chia sẻ rằng: "Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác, mà quan trọng là hợp hay không. Tuổi đẹp mà không hợp tính cách thì vẫn chia tay như thường. Có những người chồng ít tuổi hơn vợ, nhưng vẫn sống hạnh phúc viên mãn đó thôi. Trong tình yêu, không có gì gọi là tiêu chuẩn, càng không có công thức chung giữa hai người." Phía Cát Phượng cũng từng cho biết, chị chọn Kiều Minh Tuấn vì cái tâm của anh. "Sau này tôi dám chắc ai làm vợ Kiều Minh Tuấn sẽ rất sung sướng và hạnh phúc. Tôi hay có suy nghĩ, nếu chuyện chúng tôi không thành, Tuấn tìm được người mới, thì đích thân tôi sẽ đứng ra xem xét và mai mối, tổ chức hôn lễ cho Tuấn. Anh Tuấn cũng thường bảo tôi khùng vì suy nghĩ kỳ quặc như vậy." Cát Phượng cho hay, yêu nhau suốt 8 năm qua, nhưng hiện tại cả Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đều luôn né tránh khi được hỏi đến chuyện đám cưới. Tuy nhiên với cả hai, chỉ cần họ được ở bên nhau và yêu thương nhau là đủ.